chào ông bà, cô chú, anh chị em một ngày chủ nhật vui vẻ, bình an trong cuộc sống, trong nước ngoài nước cũng vậy. Dạ, Út gửi lời chào em Bắc Bình, được nhiều sức khỏe, vui vẻ trong ngày chủ nhật nha em. Rồi giờ Út muốn chia sẻ một chút. Út muốn gửi lời với em Tấn như vậy. Em đừng có dội nóng gì hết. Tại vì em thường nói á, là em không cần thiết để cho cơ quan chức năng trả lời rồi sẽ biết. Trắng đen thì nói như vậy đi. Thì bây giờ chị hỏi em vậy nè. Như em nói á, em về á, đầu tiên thì em nói là nay được về bên nhà xin má vợ và anh ba vô thắp nhang cho vợ. Rồi để em tính là nói chung là rủ hai đứa con đặng đi chơi cho phay phả, mất vợ em cũng có cái buồn, đúng không? Là điều thứ nhất em nói như vậy. Rồi điều thứ hai thì em bắt đầu một hồi em nói em thách đố em a xin, chuyện đó là chuyện thách đố chị không quan tâm, nhưng mà ở đây chị nói em như vậy, mình là một người đàn ông, thí dụ như bây giờ đơn giản theo chị như Tấn á, chị không cần lên thách đố, mà chị không cần hơn thua với ai hết. Là vì sao? Mình đã có cơ quan chức năng vô cuộc rồi thì mình cứ để đó. Nếu ai đúng sai với em thì em yên tâm, có cộng đồng mạng, người ta không bỏ sót một người nào, thì cơ quan chức năng sẽ vào cuộc xử lý giùm cho em. Chứ tại sao em đem tài sản ra mà em đi thách đố? Bây giờ chị nói em nghe, nếu em đem tài sản em đi thách đố thì em thấy em có đúng với con em chưa? Em có đúng với vợ em, có đúng cho em? Đâu có đúng, cũng không có đạo đức, cũng vô tâm. Vì sao? Vì sao chị nói em như vậy? Nếu thí dụ trường hợp á, chị nói cho em nghe, em lấy em lên, em hơn thua, em thách đố như vậy, thà tốt hơn em im lặng đi. Em phải suy ngẫm lại, mình để cái số đó, mình để mình lo cho hai đứa con mình và chính bản thân mình sau này. Thì em không làm, mà em đi lên em thách đố, đó là em cũng có một sự sân si rất là lớn. Nhưng mà theo chị nghĩ không biết có lầm hay không, em cứ nhắm vào em a xin thì em được cái gì, em mất cái gì? Chị nói cho em nghe nè, vì sao mà chị mới nó gửi lời với em Tấn như vậy? Em phải nhìn lại một cái vô tâm của em là như vậy. Thí dụ bây giờ em bên em a xin hay em Thanh Hải, tất cả các em làm clip cái thời gian qua cũng đứng vô đôi chân gia đình bên vợ và anh vợ em, cũng là đứng vô đôi chân em. Người ta cũng đi kiếm vợ em được để đưa lên. Rồi bây giờ vợ em về nơi ăn nghỉ, ấm cúng. Em nói cái gì em cũng phải có cái đạo đức làm người một chút. Em phải suy nghĩ chứ. Chỉ có em về rồi như vậy thì cuối cùng em nói là em trông a xin tới mà hên nó tới muộn. Thì nếu tới sớm thì em làm gì? Em đang sống trong luật pháp, đúng không? Em cũng từng nói là để cơ quan chức năng, em không muốn nói nhiều. Mà tại sao một cái sân si cũng như là một người đàn ông thiếu điều muốn ăn thịt người ta vậy? Ăn thịt được không? Em đang sống trong vòng luật pháp mà. Thì a xin tất cả chị cũng vậy. Thì em phải nói lên như vậy chi thì thấy nó không hay. Thì em đem những cái tôi và cái đạo đức của em để cho tất cả cộng đồng mạng trong nước ngoài nước, người ta mới nhìn, người ta phải có quyền phân tích, chia sẻ lời hay ý đẹp. Thì em đừng trách ai hết. Nhưng mà chị nói cho em nghe vậy nè, ông trời ông ở cao chứ, ông có mắt lắm em, không bỏ sót một món gì hay là một cái điều gì của ai hết, không bỏ sót một ai. Em nên nhớ đó là như vậy. Mà chị thấy á, cũng tội cho vợ em là em Hà mới vừa nằm xuống á, mà bây giờ á, câu chuyện thì bây giờ chị nói cho em nghe nè Tấn, mình có hay không không thành vấn đề, em cứ đứng như kiềng ba chân, em phải không cần lên sân si hay là em phải thách đố lại với người ta. Nhưng mà chị thấy em vô cảm rõ ràng, thí dụ trước khi em nói em cũng phải suy nghĩ lại. Dầu gì anh em nè, tất cả A Xin và Thanh Hải và tất cả vân vân nhiều lắm, nhiều lắm em. Dầu gì em cũng phải nhìn một chút, người ta cũng có một cái giúp đỡ để đi kiếm vợ em về. Sau cái điều đó em chưa trả ơn người ta, thì bây giờ em lại đem những cái của cải tài sản em lên em thách đố, vô ý nghĩa, không chấp nhận được, không quan điểm cùng em được. Nói chung là em đi sai đường nữa rồi. Nó là như vậy. Còn em nói một câu như vậy,
thì để đi, để đợi đi, rồi có ai đuổi ai. Thì chị thấy theo trong này em cũng hơi vô cảm với má vợ em. Bây giờ chị nói thí dụ đi, má vợ em buồn là phải rồi, chị phân tích nè cho Tấn hiểu nè. Tại vì em sai hồi đầu, em sai là vì sao? Em không về chịu tan vợ, em cũng không về đứng lo cái đám cho vợ em, rồi em cũng không đứng gần gũi hai đứa con, là em đã sai hồi đầu rồi. Rồi em khi mà bên vợ cũng có điện cho em để lại thắp nhang cho vợ, đâu phải người ta không có. Thì bây giờ lấy lý do gì tin em được là em tới nhà người ta không cho? Có cái đợt này em tới nhà là đồng ý, là mẹ Hà cũng vẫn nói lên sự thật, thấy là bức xúc quá đuổi em có đó. Điều đó là hai bên đều chứng nhận trong lúc này, chị đồng ý là quan điểm em nói câu này đúng. Nhưng mà chị nói cho em nghe nè, nếu thí dụ em nghĩ em đứng vào trường hợp gia đình người ta, em chỉ là anh trai thôi của em Hà, thì em bức xúc cỡ nào? Chắc nếu mà đúng dây tuồng mà Hà, mình nói thí dụ nha, đứng ngược về là em của Tấn, chắc là chồng Tấn hôm nay, chồng của Hà hôm nay thôi, ôi trời ơi, chắc thôi tao du rồi quá. Đúng không em? Mình con người của người chúng ta, em là một người đàn ông, thì bây giờ chưa, em sai hồi đầu tới bây giờ không bao giờ thấy em đúng, thì người ta lấy cái này người ta phân tích cái đạo đức đúng và sai, lợi hay ý đẹp, để cho em suy ngẫm lại, đúng không? Để em phải chọn một con đường tốt nhất. Bây giờ mình cứ về, cứ đi thẳng với gia đình. Dầu bà có giận bà đuổi, má cho xin con ngồi một chút đi, cho con thắp nhang cho vợ con, thăm con. Bây giờ con chỉ xin là tới thăm, thắp nhang rồi về thôi. Còn chuyện gì từ từ sau này thì má mới hiểu được con. Những lời hay ý đẹp thì em không nói, mà em đem lên, em cũng sân si, em cũng hơn thua với người ta. Mà trong khi những người đó là cũng là ơn nghĩa, đi kiếm vợ em, thì em nghĩ em bôi ơn bạc nghĩa không? Vừa rõ ràng là em vô tâm, đúng chưa? Mà em cũng hơn thua với má vợ, chị thấy em là không có đạo đức. Cho nên những lời mà mẹ của Hà nói ra thì chị thấy hơi cũng có lẽ đáng tin hơn em. Tại vì sao? Rõ ràng em hiện thực lên, em đứng mà em muốn hơn thua, tại em đứng mà em chỉ trỏ là thấy không hay rồi. Vô ơn cả nhà, vô ơn bạc nghĩa ghê. Mình nói mình phải suy nghĩ, em phải nhìn lại. Trong khi á, em thấy không, đám từng người ta là người dân, nhưng mà ta vì thương em của em, mẹ của em Hà là cô bệnh tim, rồi ta nhìn hai đứa con em người ta thương, thì người ta lên xuống để thắp nhang và cũng dòm ngó phiên lơn cho mẹ Hà bớt đi cái nỗi buồn, để còn cái sức khỏe để đứng kế bên hai đứa con của em. Thì bây giờ em lại không hài lòng, thì em đúng chỗ nào mà em phải lên thách đố người ta? Người ta không phải như em, dầu người ta có tiền muôn bạc vạn nhưng ta không thách đố như em đâu, làm chuyện khùng điên ở trên cái xã hội thôi. Hay là em không còn được bình tĩnh vậy? Theo đúng chị nghĩ, bởi vì chị nói Tấn nghe, nếu chị như em, chị thiệt không làm vậy đâu. Mình nói mình phải nghĩ. Bây giờ thí dụ như người ta nói đơn giản, em chỉ thấy hình như em hơn thua ra xin, không biết có đúng hay không, nhưng mà trong cái tư cách của ông, rồi trong cái âm nói của ông, em rất là ghiềm em xin tới như vậy, thì em có đúng chỗ nào đâu mà em nói người ta. Cái người mà em đang thách đố, em nghĩ đi, phải ơn nghĩa không? Ta cũng từng đứng ra ta kiếm vợ em cho tới khi tới ngày 12 được luôn, rồi ta cũng tới lui để an ủi mẹ vợ em, để mẹ vợ em có một sức khỏe để đứng kế bên hai đứa con của em. Thì bây giờ em chưa, chỉ cần là em chưa trả ơn, em chưa cảm ơn người ta, thì bây giờ em lại lên thách đố, em muốn ăn thịt ăn cá người ta. Em được cái gì và em mất cái gì? Thì em được cái thách đố vì em đang có tài sản hiện giờ, mà em mất cái gì? Em mất là mất cái đạo đức và cái lý trí của một con người Việt Nam của chúng ta ngày hôm nay, là một người đàn ông như em. Em có hiểu không? Chị nhìn chị nực cười cho em. Bởi vậy cả nhà nhìn đi, nhìn em Tấn đi, có bây giờ có chung cái tiếng nói được không? Hay là mình có muốn nói tốt cho em Tấn được không? Nó rất là bức xúc. Rõ ràng bây giờ tất cả trong nước, ngoài nước ta thấy Út nói rồi, cả nhà cứ nhìn đi coi đúng không? Trong khi là người ơn, chưa cảm ơn người ta thì thôi, mà bây giờ lại muốn là hơn thua với người ta.
phải đi tranh đấu 5 tỷ. Chị nói cho em biết, nếu cái 5 tỷ của em biết điều, thì đó là thành ra đồng tiền hiền lành, còn để cuộc sống của em và con em. Còn nếu mà em, cái tâm của em nó đã sân si, nó đã muốn hơn người ta, thì em biết không, không còn là cái gì đâu. Em Tấn ơi, em hãy bình tĩnh lại đi, thấy không? Nhưng mà mình thấy theo mình, cái nhìn của em Tấn đó, không biết mà chị Út có nhìn em đúng hay sai. Nếu chị nói không hài lòng với em hoan hỷ cho chị, nhưng mà bắt buộc chị lên chia sẻ. Chị nói theo cái tâm của chị, vì em chưa cảm ơn người ta mà bây giờ em muốn nữa, em muốn là hơn thua với em Asin. Chị không bên Asin, nhưng mà ở đây cái thực tế em lên em nói, mà nhìn con người của em muốn, cũng như em muốn lúc đó luôn để gặp Asin luôn nữa kìa, đúng vậy không? Được cái gì mất cái gì. Em đang nhớ kỹ nha, em đang sống trong vòng đất nước Việt Nam chúng ta có luật pháp nha em, tại vì em thường nói vậy. Chứ bây giờ chị hỏi em nè, cái đợt em nói em gửi về cho con em 80 triệu đó, thì bây giờ cái tiền mà làm ăn ở bên đó người ta chuyển về cho con em, thì cho là cũng là của em với vợ em, cho là như vậy đi, thì em có chuyển đủ 80 triệu cho con em chưa? Em chưa làm, em chưa làm được bổn phận người cha với hai đứa con em. Mà bây giờ em đem tài sản khi vợ em mới mất chưa gì hết, thì em lên em thách đố với Asin. Đúng là con người của em vô ơn bạc nghĩa, trời nào mà tha thứ cho em, đúng không Tấn nè? Đúng không? Ta nói nhân là của Phật, quả là phải của em Tấn. Tại vì em không có cái gì mà nói người ta nghe cho được hết. Rõ ràng ơn không, Asin Thanh Hải tất cả rất nhiều, nhưng mà chưa một lời cảm ơn người ta. Thì bây giờ muốn ăn tươi nuốt sống người ta, em được cái gì? Em chỉ chuốt về được cái quay, thấy không? Người ta thường nói mắc quay, cái miệng nói là bậy là mắc quay, là em đã có cái quả của trời Phật khiến cho em nói ra những lời không hay không đẹp cho cái xã hội ngày hôm nay, cho cái cộng đồng mạng ngày hôm nay, trong nước và nước ông bà, cô chú anh chị em trong đó có chị luôn, mới phản biện em, đúng chưa? Người như vậy như thế này thì làm sao? Bởi vậy mình mới đánh giá một câu hỏi, em Hà có một người chồng như vậy đúng là bất hạnh, vô cùng bất hạnh. Nhưng mà mình nghĩ cũng như là một người đàn bà như em Hà, cũng vì nghĩ là lo tương lai cho con mình, cũng đó cũng thời gian cũng như cãi cọ thôi. Vợ chồng bất quá thì cãi cọ, chứ em Hà không nghĩ đến ngày hôm nay em Hà đi quá sớm. Một cái bất hạnh lớn đối với hai đứa con của em Hà là mất đi một người mẹ. Rồi cha có ở gần không? Công nhận cái câu chuyện mà khi sân lên nói chuyện thấy ba điều mình thấy ngộ. Điều thứ nhất là nói lại có xin mẹ vợ với anh ba là anh vợ để vô thắp nhang cho vợ. Rồi một hồi khi nói lên, bộc phát lên, thì có nói cái câu đầu luôn. Ừ rồi má vợ đuổi thì về thôi. Nhưng mà cả nhà thấy có chịu thua không? Về điện bi tút lại quay lên liền, sân si muốn ăn thịt mọi người liền. Thì cả nhà thấy cái đạo đức cậu Tấn này nó nằm ở đâu? Cả nhà có đồng quan điểm với Út không? Không. Đó vậy mà em khán giả lên binh. Một có anh Tấn, hai có anh Tấn, ba có anh Tấn. Rồi nói A, D, B, D, C rồi bị chồng rầy chồng đánh. Giờ không biết đâu rồi, không biết nữa. Cho đáng cái cuộc đời cô học là bài học đi. Ở đây binh có quyền, mọi người có quyền, có quyền, đúng không? Có quyền là vì sao? Có quyền là mình có muốn đứng bên này đứng chuyện đó, nó hẳn nhiên không ai ép ai được. Nhưng mình lên mình nói, một mình nói, cả dạng người nghe, mà cả dạng người nói thì cả ngàn dạng người nghe, tất cả thế giới nghe rồi đó. Bây giờ như em Tấn bây giờ giận lên nói như vậy nữa, cả nhà thấy mình có bức xúc được không cả nhà? Trong khi con mình thì nói hay lắm, để nói với một cái cậu nào đó là sẽ gửi tiền về cho con là 80 triệu, rồi chưa gửi được 80 triệu thì ở bên làm ăn gì đó người ta thấy vậy á, người ta mới chuyển qua cho con của em Tấn là 20 triệu 500. Nhưng mà khi em Tấn nói là chưa có nói như vậy, em Tấn nói là có gửi cho con là 20 triệu 500 hay nhiêu đó không biết, cho đúng hay sai thì cả nhà quan hỷ giùm Út. Nhưng mà sự thật khi biết nữa là bên ở bên kia, cái bên làm ăn á, khi Hà còn sống đó, thì người ta mới chuyển cho con em Tấn. Nói thì phải nói cho rõ ràng. Rồi thôi bây giờ là cho em Tấn luôn. Vậy bây giờ em có làm chồng bổn phận, em gửi cho con em đủ 80 triệu chưa? Em chưa làm được.
mà người ta là tất cả người ta là thí dụ bây giờ trong em với Asin, em không đồng quan điểm với Asin chị không không trách em, nhưng em phải nhìn, em phải nhìn thẳng, em phải nhìn nhìn thẳng cái sự thật, đó là người ơn của vợ em và con em. Em đâu phải em lên hơn thua với người ta như vậy. Tiền của em á, chị hình như thấy tiền không có lỗ sỏ hay sao. Nhưng mà em ơi, dầu cho người ta có bạc vạn tỷ đi nữa, người ta cũng không đấu với em như vậy đâu. Vì người ta không phải như em, đúng không? Cho nên em lên em hết chuyện này, em kéo hết chuyện kia bất ngờ. Đó, chỉ cần em đến đó, rồi em nói là em đầu thì nói nghe là xin mẹ, xin anh vô thắp nhang cho vợ. Thì bây giờ khi mà lại đây bức xúc thì kêu người ta lại quay thì mới nói hết những cái gì mình bức xúc. Là đợi Asin, em đợi Asin em làm cái gì? Em được cái gì, em mất cái gì em biết không? Mất đi lý trí một người đàn ông, mất đi cái đạo đức một người đàn ông, giống ơn bội nghĩa, biết chưa em? Người ta là người ơn của vợ em, của con em mà. Em chưa cảm ơn người ta mà em lại muốn sân si, muốn ăn thịt người ta, ăn được không? Bộ thịt Asin thơm lắm sao? Mà em cứ nhắm thịt đó mang, bộ thịt chắc cao giá lắm đây, đúng không? Thôi thì Út nói tới đây, Út chia sẻ như đây thôi. Thì cả nhà vô bình luận, nếu Út sai Út sẽ sửa. Nhưng mà ở đây mình có quan điểm, mình lên phải có tiếng nói. Ở trên cộng đồng mạng, lời hay ý đẹp thì mọi người phải có tiếng nói. Ông bà, cô chú, anh chị em ai cũng vậy, trong nước ngoài nước cũng vậy. Nhưng mà mình bức xúc thì mình có quyền lên phân tích và chia sẻ lời hay ý đẹp. Tại vì rõ ràng Út nói là cả nhà có đồng quan điểm không? Rõ ràng là Asin và Thanh Hải nhiều tất cả nữa mà không cảm ơn người ta thì thôi, mà lại nhắm vào người ta, còn lại thách đố. Thôi tiền đó đó em tính, em về em lo đi, lo cho con sửa xà lan đồ, lo làm ăn đi em, chứ lên thách đố làm gì không hay, quả nó tới với em liền à nha. Bởi vì thấy một con người giông ơn bội nghĩa không? Rõ ràng không cả nhà? Thấy rõ chưa? Đạo đức có đâu, tâm có đâu. À, trong ý cậu này, tôi muốn là phải được. Không có đâu em ơi, em muốn không phải được đâu. Mà ông trời muốn nhìn em là ông nhìn được đó nha, tính nha. Thôi Út chào ông bà, cô chú, anh chị em. Một ngày Chủ nhật thật là vui vẻ. Dạ, bye bye. Chào em Bất Bình luôn nha.